hai ba. Nói thầy thợ dạy á. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Nay là bắt đầu là tụi mình tập xả máu, nhưng mà trước tiên mình sẽ ôn lại xả hôm bữa trước. Thì bây giờ Di vô đánh trống đi. Nào, trống nhỏ. Là xả của bữa trước sẽ là nhịp đánh hủy phá nha. Rồi vô. Ai sai? Không biết. Cảm giác cái lại. Đẩy 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 cái trống nó qua bên này xíu nè. Vô. Rồi vô. Lật sai. Rống. Nhận hư, cái cảm giác cái cắt nó hơi dài á. Vô rồi. Sao nam mà bữa chưa tập hả? Chưa tập thì đi ra ngoài coi. Cầm anh đánh lại cho. Vậy là do lại đánh đóng giữa đúng không? Đúng. Đi vô nè. Cũng vậy hả? Vậy là do tụi Bi. Em theo được. Thì hôm nay là chuẩn bị mình tập xả máy nha. Bỏ vũ tì theo đi. Đó nè. Tùng đầu tiên không vô. Tùng đầu tiên không vô. Chết mẹ rồi. Giờ ả chạy đó ơi. Giờ anh đi thêm giờ từng người hả? Cái đó là bây giờ gì sẽ tiếp tục ôn tiếp. Là bây giờ mình sẽ vô nhịp tiếp theo. Đúng không? Nhịp tiếp theo thì thầy Di lên này đứng ngay. Là chuẩn bị đó, nhìn này nha. Em quay ngang ra cho tụi nó thấy. Đó, đứng đó. Được không? Vừa xem cái đó đúng không? Tung. Có nghi không? Dạ. Nè, tung. Là nhịp đó chỉ là xinh, đúng không? Xinh. Là 1, 2, 3. Tức là bây giờ quýnh từ khúc kia rồi vô đó. Là cái gì mày? Khúc nào là tới khúc đó nha. Là vừa xem cái kia đúng không? Mình vô tiếp theo là xanh. 1, 1, 2, 3. Thì mới đầu tiếng nóng chỉ là tiếp theo là xéo nhịp. Nói chung xéo nhịp của tiếng trống là mình cũng quýnh xả theo là xéo nhịp xanh của xéo nhịp đó. Cái đoạn này là của con lăng, nó sẽ biểu cảm hình biểu cảm xéo nhịp. Xong rồi xéo đó chỉ là đúng chưa? Là cái đoạn đó mình sẽ đánh là đó, theo một dàn của nó nha. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, nêm xéo, xanh, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Không quýnh nha. Không ai quýnh theo nha. Một hai thao em đừng có một hai ba. Bắt đầu là mình chỉ vô tùng tùng tà rung tùng tùng nha. Là một một hai ba nè. Hai ba. Cho. Và vỗ theo. Hai ba. Tùng tùng tà rung tùng tùng. Rồi một hai ba bốn lần xíu nha. Hai ba. Gõ gõ dồn. Không có ba cái nha. Gì? Không. Biết rồi. Nhưng mà sao sao mày gõ ba cái nữa? Mày gõ ba cái. À, cái trên mày gõ ba cái. Xanh. Tức là cũng có nhiều lúc là mình quýnh ba cái. Tập nhiều lúc mình quýnh 2 cái. Nhưng mà bây giờ là mình quýnh hai cái chứ nha. Không phải coi dài. Rồi bây giờ sẽ là lại từ đầu hết luôn này.
từ đầu hết luôn. Vô. Cự gì? Lỡ gì đây bữa. Mấy hàng đầu đây cừ quá nha. Là trò siêu quá. Trò này đẹp là. Bây giờ Duy vô đánh này. Vô đánh hàng, hai hàng siêu ngầu xuống đi. Hàng đầu quýnh trước. Quýnh trước. Sai hít đá. Quýnh từ đầu cho tao đó. Quýnh sao hít đá. Ấy là ở Hoàng Siêu đang ý kiến vụ gì? Nhịp đầu sao? À, có, ấy là nhịp đầu sao thì em nói có gì chỉ. Nhịp à. Còn đây là sành sành lúc mà nhị là mình nhép theo xong rồi sành sành bự lên. Ok chưa? Ngào xuống, hàng tiếp theo. Lên. Mình cứ nhớ siêu siêu cái đoạn mà bữa nay tập á là 1 2 3 hiểu không? Đoạn mà mình đoạn mà mình tập bữa nay á là 1 2 3. Xem rồi 1 2 3 4 thêm xíu. Vô. Vô rồi hàng hoàng siêu. Việc gì còn sai nhiều lắm. Không, ấy là gì? Chủ yếu là giờ cho nhớ nhịp thôi. Vô. Do cô Duy kia nó phúc cái gì đây máu dù này chưa biết rồi giờ đứng lên này nha theo nhịp của bữa nay nha. Tung nhớ nhịp vô, từ nhớ nhịp vô. Đầu tiên là cái đầu 2 3 của mình vô là 1 1 2 3 rồi 1 2 3 4 thêm xíu rồi vô. 2 3. Chậm cho nó nhanh. Rồi vô. 2 3. Vậy ai nói thêm vậy? Lâm chiếc hen đúng không? Bao giờ lâu đang quay lại cái kèn xuống là vô nhịp miết nha. Lại. Đếm lại nhịp một lần nữa nha. Vì bây giờ là cái nhịp của tụi mình tập là vậy đó. 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Rồi, đại khái là như vậy em. Vì tự ôn từ đầu tới đó. Rồi bây giờ giải tán nguyên sinh giờ đi tập lần tiếp. Bây giờ ôn lại tiếp. Love is love. Love is love. Adios.